Bác sĩ tiết lộ, luộc thịt với 5 thứ này sẽ có ngay món ăn thần dược, vừa ngon vừa bổ, hồi sinh gan thận, càng ăn càng sống thọ. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Cô bác thân mến, từ lâu thịt lợn đã là một món ăn phổ biến, quen thuộc, xuất hiện rất nhiều trong mâm cơm của các gia đình người Việt. Từ thịt lợn, chúng ta có thể chế biến, biến tấu thành rất nhiều món ăn bằng những cách khác nhau như luộc, rang, nướng, xào để đáp ứng được khẩu vị của tất cả đối tượng. Từ người già đến người nhỏ, từ người khỏe mạnh đến người đang ốm yếu. Theo các nhà khoa học, thịt lợn là một thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp chất đạm, chất béo, protein và rất nhiều các loại vitamin quan trọng. Nếu cơ thể tiêu thụ một lượng vừa phải thịt lợn sẽ có lợi trong việc duy trì khối lượng cơ bắp, cải thiện trí não, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa tình trạng thiếu máu và tổn thương tế bào thần kinh rất hiệu quả. Chính vì những lợi ích to lớn mà thịt lợn mang lại cho sức khỏe con người, chúng ta càng phải chú ý đến quá trình chế biến và kết hợp thực phẩm này sao cho thật khoa học và hợp lý. Trong chương trình ngày hôm nay, truyền hình sức khỏe sẽ gửi đến cô bác 5 nguyên liệu rất quen thuộc, nhưng khi cho thêm vào thịt lợn, chúng sẽ trở thành nhân sâm đại bổ, càng ăn càng khỏe, bệnh tật nào cũng phải khiếp sợ chạy ra. Cô bác hãy cùng chú ý theo dõi để thêm vào thực đơn gia đình mình nhé. Nguyên liệu thứ nhất, muối. Tôi để ý thấy là nhiều cô bác vì muốn giữ nguyên hương vị của thịt và thích vị ngọt tự nhiên của thịt luộc nên thường không cho muối vào. Nếu có cho thì chỉ nêm một ít hạt nêm. Tuy nhiên, việc bỏ qua muối chính là cô bác đã bỏ phí mất gia vị thần dược rồi đấy ạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quốc Trung, Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội, muối có giá trị dược tính cao, có tác dụng thanh hòa, mát huyết, bổ thận và giải độc. Nếu sử dụng muối khéo léo và đúng cách, có thể hỗ trợ điều trị bệnh, đồng thời bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là khi được kết hợp với những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao như thịt lợn thì công dụng của chúng tăng lên gấp bội phần. Đó là bởi thành phần trong muối chủ yếu là natri. Khi kết hợp với thịt luộc, không những chúng làm cho món ăn trở nên đậm đà, dễ ăn mà còn làm giảm bớt đi lượng protein xấu trong thịt. Do đó, việc sử dụng món ăn này hàng ngày có thể duy trì nồng độ cholesterol ở mức cân bằng và ngăn ngừa các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi, nhịp tim bất thường và co giật. Ngoài ra, chúng còn có lợi cho phổi, giảm tình trạng hen suyễn, viêm phế quản, tráng dương. Đồng thời, đây cũng là món ăn giúp bổ sung năng lượng, cải thiện khả năng ghi nhớ và tập trung của não rất hiệu quả. Tuy nhiên, cô bác cũng cần lưu ý là chúng ta không được lạm dụng và ăn quá nhiều muối đâu nhé. Bởi điều này khiến cho các mạch máu và tim phải tăng tốc để bơm máu. Sau một thời gian, các mạch máu bắt đầu cứng lại, dẫn tới tăng huyết áp. Đây chính là một yếu tố gây ra đột quỵ và những bệnh tim mạch nguy hiểm khác. Bên cạnh đó, ăn nhiều muối đồng nghĩa cơ thể xuất hiện cảm giác khát nước nhiều, vì thế cần thu nạp lượng nước lớn, từ đó dẫn tới tuần hoàn máu đến cầu thận tăng, buộc thận phải tăng công suất, làm việc để lọc máu, lâu ngày sẽ dẫn tới suy thận và viêm cầu thận, hết sức nguy hiểm. Tốt nhất là mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn một thìa cà phê muối nhỏ thôi, cô bác nhé. Nguyên liệu thứ hai, gừng. Chả giấu gì cô bác, là bà nội bên chồng nhà tôi, năm nay đã 98 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn còn rất khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, suy nghĩ vẫn minh mẫn và điều đặc biệt là bà không có bệnh lý mãn tính nào
nguy hiểm trong người cả. Khi tôi hỏi bí quyết thì bà chia sẻ rằng thường xuyên ăn nhiều rau xanh và các món luộc, đặc biệt là khi luộc thịt, luộc rau, bà đều cho một nhánh gừng. Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác, nhưng việc thêm gừng và chế độ ăn uống cũng phần nào giúp bà khỏe mạnh hơn nhiều. Trước hết, chúng ta cần biết rằng gừng là một loại gia vị có tính cay và nóng. Khi kết hợp cùng thịt, chúng không những giúp làm giảm mùi hôi tanh, loại bỏ đi vi khuẩn trên miếng thịt, mà còn đem lại tác dụng chữa cảm lạnh, giải độc, hỗ trợ tuần hoàn máu. Đồng thời là vị thuốc tuyệt vời được dùng để điều trị, khắc phục các chứng bệnh tiêu hóa và các vấn đề đường ruột khác. Ngoài ra, hoạt chất socaon trong chất cay của gừng còn giúp tiêu diệt gốc tự do, chống oxy hóa mạnh, từ đó tăng cường ngăn chặn các tế bào ung thư và hàng loạt các bệnh lý nguy hiểm. Nước luộc thịt mà có gừng thì cô bác có thể tận dụng để nấu món canh cải bẹ theo công thức sau nhé. Món canh này rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe đấy ạ. Nguyên liệu: canh cải bẹ xanh, thịt bắp bò và các gia vị cơ bản. Cách thực hiện: rau cải xanh cô bác cắt khúc, thịt bắp bò rửa sạch, thái lát mỏng, đun sôi nước luộc thịt, thả bắp bò vào cho chín, rồi tiếp tục cho rau vào nấu. Nêm muối, đường, mì chính vừa miệng, nấu thêm một lúc nữa thì tắt bếp. Nguyên liệu thứ 3, hành khô. Tôi xin được chắc chắn là sau gừng thì hành khô cũng là nguyên liệu quen thuộc nhất mà cô bác thường xuyên cho vào khi luộc thịt lợn, có đúng không ạ? Bởi theo kinh nghiệm của các cụ từ ngày xưa, cho thêm vài củ hành khô đập dập vào nước luộc thịt vừa giúp nước dùng thơm ngon, đậm đà hơn, vừa giúp loại bỏ mùi tanh của thịt, mà thịt luộc xong cũng rất mềm và đẹp mắt hơn rất nhiều. Đây là suy nghĩ và cách làm hoàn toàn chính xác và đã có cơ sở khoa học, cô bác nhé. Tuy nhiên, mở rộng vấn đề dưới góc nhìn khoa học, thì việc kết hợp này còn mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe con người. Đó là bởi thành phần chủ yếu của củ hành là tinh dầu allium ascanonicum. Khi được chế biến dưới nhiệt độ cao và trong thời gian dài cùng với thịt lợn, chúng sẽ giải phóng ra hoạt chất quercetin có tác dụng làm giảm viêm, dọn sạch các khối u ác tính và tiêu diệt tận gốc tế bào ung thư trong cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, hợp chất lưu huỳnh trong củ hành còn có tác dụng chống đông máu, ngăn ngừa sơ và làm nguy cơ đau tim giảm rất hiệu quả. Bổ sung hành tím thường xuyên còn giúp cải thiện các vấn đề về hệ tiêu hóa, bao gồm ăn mất ngon, khó tiêu, rối loạn dạ dày và túi mật. Mặc dù kết hợp với thịt lợn rất tốt là như vậy, nhưng cô bác cũng cần lưu ý là trong củ hành có chứa hoạt chất ceton. Đây là tác nhân có thể khiến huyết áp giảm và tăng lưu lượng máu động mạch vành. Do đó, người bị tình trạng huyết áp thấp cần tránh xa món thịt luộc. Ngoài ra, mật ong và củ hành có tính kỵ nhau. Nếu kết hợp hai nguyên liệu với nhau, có thể ảnh hưởng đến giác mạc ở mắt, thậm chí gây mù lòa, nên cô bác hết sức lưu ý cặp đôi đại kỵ này nhé. Nguyên liệu thứ tư đó là giấm. Cho tôi hỏi là ở đây có cô bác nào đã từng cho giấm vào thịt lợn trong khi luộc chưa ạ? Tôi chắc chắn là có, nhưng mà số lượng là rất ít thôi. Bởi vì ở Việt Nam thường có thói quen dùng giấm để pha nước chấm, làm sạch thực phẩm thôi, chứ việc kết hợp cùng với thịt luộc thì cũng chưa được phổ biến lắm. Nhưng cô bác biết không, tại các quốc gia châu Âu, việc kết hợp này đã có từ rất lâu rồi và công dụng của chúng tuyệt vời thì được rất nhiều chuyên gia thừa nhận. Trước hết, trong giấm có chứa axit, do đó chúng có công dụng làm mềm thịt và giúp thịt thêm thơm ngon.
đặc biệt axit acetic trong giấm khi kết hợp với protein trong thịt dưới nhiệt độ cao còn sản sinh ra giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất hiệu quả. Ngoài ra, các hoạt chất trong giấm còn có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và các khối u, loại bỏ độc tố, ngăn chặn sự hình thành của chất nitrosamin, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Ngoài việc dùng giấm để kết hợp với thịt lợn, thì rửa hoa quả bằng giấm cũng là phương pháp hiệu quả mà rất nhiều bà nội trợ đang áp dụng. Bởi axit carbon trong giấm có khả năng loại bỏ dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu. Đồng thời, rửa hoa quả bằng giấm cũng giúp việc rửa được dễ dàng hơn. Các con côn trùng vi khuẩn sẽ bị tác động từ axit mà không còn bám vào hoa quả nữa. Cô bác chỉ cần ngâm hoa quả trong nước có pha dung dịch giấm loãng khoảng 10 đến 15 phút rồi vớt ra rửa sạch lại với nước là có thể yên tâm sử dụng rồi ạ. Nguyên liệu thứ 5 là rượu. Nhắc đến rượu, chúng ta vẫn thường nghĩ uống rượu là không tốt, gây hủy gan hại thận và tàn phá sức khỏe. Tuy nhiên thì sự thật lại không phải vậy, mà trái lại, chúng còn phát huy được rất nhiều công dụng tốt nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách và có sự kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí, theo các nhà khoa học, việc kết hợp rượu cùng với các loại thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn khi luộc còn mang lại rất nhiều giá trị tốt cho sức khỏe con người đấy, cô bác ạ. Hiện nay, rượu vẫn thường được các bà nội trợ sử dụng để phổ biến khử mùi hôi tanh, tăng hương vị cho món thịt luộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cho một chút rượu vào trong nước luộc thịt sẽ kích thích tiêu hóa, giúp chúng ta ăn uống ngon miệng hơn rất nhiều. Đồng thời, cồn alcohol ở trong rượu khi hòa tan trong nước sôi còn giúp ổn định nhịp tim, tăng cường lưu thông máu và điều hòa huyết áp khá hiệu quả. Hơn thế nữa, sử dụng những món ăn kết hợp cùng với rượu như thịt luộc còn giúp tinh thần trở nên phấn chấn, tỉnh táo, dịu bớt đi căng thẳng và ngủ ngon giấc hơn. Cô bác thân mến, trên đây là 5 nguyên liệu quen thuộc, dễ kiếm, rẻ tiền, nhưng khi kết hợp với thịt lợn lại tạo thành thứ thần dược tốt gấp 100 lần nhân sâm đại bổ. Cô bác ghi nhớ để áp dụng trong khi chế biến thịt luộc cho gia đình mình nhé. Và ngoài những nguyên liệu kết hợp với thịt lợn luộc, chúng ta còn rất nhiều những nguyên liệu nữa khi kết hợp với thịt lợn cũng đem đến vô vàn những lợi ích quý giá. Ví dụ như 4 thực phẩm dưới đây kết hợp cùng thịt lợn sẽ bổ dưỡng thơm ngon, càng ăn càng trẻ khỏe. Thứ nhất, mướp đắng. Nói tới mướp đắng, ta có thể kết hợp xào cùng thịt lợn hoặc làm mướp đắng nhồi thịt rất thơm ngon. Kết hợp mướp đắng và thịt lợn không chỉ tạo nên một món ăn ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Theo các chuyên gia, mướp đắng giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do và hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, chất xơ trong mướp đắng cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Trong khi đó, thịt lợn cung cấp protein chất lượng cao và nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng như vitamin B12, sắt và kẽm, hỗ trợ chức năng thần kinh, sản xuất hồng cầu và tăng cường hệ miễn dịch. Sự kết hợp này tạo nên một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ quản lý cân nặng và tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý rằng mướp đắng có thể gây tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và người có dạ dày nhạy cảm. Vì vậy, hãy ăn uống cân đối để tận dụng tối đa
lợi ích sức khỏe mà món ăn này mang lại nhé. Thứ hai, lá lốt. Lá lốt là một nguyên liệu phổ biến trong thực phẩm Đông Nam Á, đặc biệt nổi tiếng qua món chả lá lốt thịt lợn ở Việt Nam ta. Lá lốt không chỉ là một phần ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Đầu tiên là khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương, nguy hại và ngăn ngừa lão hóa. Lá lốt cũng giàu chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón, có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn, giúp các triệu chứng viêm và ngăn ngừa nhiễm trùng. Món chả lá lốt cũng thường ít calo hơn so với các món chiên rán khác, có thể hỗ trợ trong quá trình giảm cân. Đồng thời, nó cung cấp protein từ thịt lợn và các khoáng chất quan trọng như sắt và kẽm. Tuy nhiên, như với bất kỳ món ăn nào, việc tiêu thụ với lượng phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tối đa lợi ích cho sức khỏe và tránh các tác động tiêu cực từ chất béo và natri thừa. Thế nên, cô bác chỉ nên ăn món lá lốt tầm 2 đến 3 bữa mỗi tuần là tốt nhất. Thứ ba, đậu cô ve. Không biết cô bác mình ở đây có ai thích món đậu cô ve xào cùng thịt lợn không ạ? Chứ riêng tôi rất thích món này bởi nó không chỉ thơm ngon còn cực tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, đậu cô ve là một nguồn cung cấp protein thực vật giàu chất xơ, giúp xây dựng, duy trì cơ bắp khỏe mạnh. Chất xơ trong loại quả này duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, đậu cô ve có chỉ số glycemic thấp, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, đặc biệt cho những người có nguy cơ bị tiểu đường. Khi kết hợp đậu cô ve với thịt lợn, không chỉ tăng thêm giá trị dinh dưỡng, mà còn mang lại hương vị đậm đà và phong phú cho món ăn. Thịt lợn thêm vào món ăn cung cấp protein động vật, vitamin B12 và kẽm, còn đậu cô ve bổ sung protein thực vật, chất xơ và vitamin C. Kết hợp này không chỉ cung cấp đầy đủ các amino acid cần thiết cho cơ thể mà còn cân bằng các loại chất béo và các dưỡng chất quan trọng khác. Tuy nhiên, có một lưu ý là cô bác nên xào đậu cô ve chín kỹ, không nên ăn tái kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột nhé. Thứ tư, nấm đùi gà. Nấm đùi gà là một trong những loại nấm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Không chỉ thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng bởi hình dáng đặc trưng và hương vị độc đáo, mà còn vì những lợi ích dinh dưỡng mà nó mang lại cho sức khỏe chúng ta. Loại thực phẩm này còn đặc biệt tốt hơn khi cô bác nấu chung với thịt lợn đấy ạ. Một nghiên cứu năm 2015 chỉ ra rằng chất xơ trong nấm đùi gà có thể giúp giảm tích tụ chất béo trung tính trong gan, mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu khác được công bố rằng nấm đùi gà chứa các hợp chất hoạt động như chất điều hòa miễn dịch, giúp điều hòa hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, cô bác cũng cần lưu ý trước khi sử dụng, cần kiểm tra nấm kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, chúng không bị hỏng, bị nát hay có mùi hư thối. Nấm nên có màu sắc tươi tắn và không có dấu hiệu của việc giảm chất lượng, tránh tiêu thụ nấm sống, đặc biệt khi chúng ta được thu hoạch từ tự nhiên. Nấm sống có thể chứa vi khuẩn hoặc độc tố có thể gây hại, nên cô bác lưu ý nhé. Và điều cuối cùng mà chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh với cô bác, đó là ngoài việc chúng ta chăm lo hình thể cho sức khỏe, thì có một việc vô cùng quan trọng nữa mà hàng ngày chúng ta phải thực hiện, đó là tu tâm tính và hướng thiện nhiều hơn. Phật luôn khuyên dạy con người phải làm người chân thật, nhẫn nhịn, lương thiện, từ bi để trở thành một người thực sự tốt. Cho nên, một người có tâm hướng Phật
tin vào thần Phật thì chắc chắn họ sẽ cân nhắc trước khi làm mỗi việc gì đó. Mỗi khi cân nhắc đến việc làm của mình, họ sẽ nghĩ xem việc mình làm có phương hại đến ai không. Do đó, họ sẽ không dễ làm việc ác, việc xấu, làm tổn hại người khác. Người như thế, tâm của họ sẽ đẹp và khiến mọi người xung quanh đều yêu mến, muốn được tiếp xúc, được đến gần. Ngoài ra, người tin vào thần Phật sẽ tin vào thiên lý, do đó họ không dám làm việc ác, luôn hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người. Người như vậy không cần nói ra, người khác cũng cảm nhận được họ là người tâm tính tốt. Vẻ đẹp tâm hồn giúp bạn yêu bản thân hơn, tạo cảm giác ấm áp hơn những người xung quanh và giúp bạn nhận được nhiều cơ hội mà mình xứng đáng có được. Theo quan kiến của Phật, vẻ đẹp tâm hồn sẽ giúp con người có thể hợp nhất với vũ trụ, đồng thời xây dựng định hướng đúng đắn cho chúng ta trên con đường đạt tới giác ngộ giải thoát. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cô bác thấy video này hay và ý nghĩa, hãy bình luận số 9, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nhé. Cảm ơn quý vị và cô bác đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.